mình đang có mặt tại bến phà Tân Long A để đi hướng về chợ gạo của tỉnh Tiền Giang. Đây là cái phà lớn nhất để đi qua khu vực huyện Tân Phú Đông của tỉnh Tiền Giang các bạn ha. Đây là cái phà duy nhất thôi. Chúng ta hãy nhìn vào Tiền Giang. Gì nè. Này trên dòng sông Tiền nha quý vị ơi. Trời, trong lúc này thì tôi đang gặp một cái trận mưa. Trận mưa. Rồi đây xe 29 chỗ sẽ đi qua được cái phà này. Xe 29 chỗ nha. Nếu xe 45 thì đi hơi vất vả. Từ trong quá trình chờ phà thì chúng ta đi khoảng 30 phút và sẽ đi đến nơi. Phà để chở được những cái xe như thế này, xe tải nè, cho trọng tải khoảng chừng 4 tấn, 9 tấn, 10 tấn. Cái này cấp chứa là đang trên này rất là nhiều. Còn của đi phà. Trên cái dòng sông này để qua cái khu vực Cù Lao này á thì chúng ta phải đi qua phà, có ba con phà đi. Phà nhất là phà Tân Long A, phà thứ hai là phà Bình Ninh, mà một cái phà nữa thì nhỏ hơn thôi không nhớ tên. Các bạn chú ý nếu mà qua con phà này thì chúng ta nên bằng đi bằng xe 29 và cái xe loại xe Samco nha. Samco thì vững nó sẽ cao hơn và nó sẽ không bị móc cầu, để tài xế họ sẽ cho qua đi. Trước chúng tôi đã đi qua khi mà chúng tôi đi qua thì chúng tôi không qua được, cái trước là không qua được, chúng ta phải đi phà khác. Đây là một cái kinh nghiệm cho chúng tôi khi trong này tổ chức tour đi về cái hướng du khu du lịch Đảo Yến ha. Nuôi chim yến ha. Một xíu chúng ta sẽ nhìn thấy các loại xe nó sẽ xuống phà và nó chạy như thế nào, các bạn biết rằng để mà được cái phà như thế này.
cho nó qua hết đó. À mà xuống đây, mà xuống này. Ok ok rồi. Lên luôn. Rồi, cảm ơn. Chúng tôi đã phà rồi.